Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Ngày hôm nay là 17 tháng 11 năm 2020, tôi cảm thấy Đồ Gỗ Đồng Thành Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu sản phẩm, đó là bộ làm thi cơ đối chất liệu gỗ vụ.